Ở cái dưới đó là sông Trà Khúc á. Cái làng Cổ Lũy là cái làng đó hồi xưa tôi làm việc, tôi đóng đô ở tại cái làng Cổ Lũy, tại vì nó là nằm ngay cái cửa đại. Cái này đường lên chùa ở đâu trời, mà không biết người ta có cho lên không nữa. Chạy đoạn nữa coi coi có đường lên không. Chùa Minh Đức mà không biết phải con đường này lên cái chùa lớn đó không? Chắc vậy quá. Kính mừng đại lễ Vu Lan, chắc đường này lên chùa đó là chạy lại xa. Mà mình chạy lên cái chùa đó nó trên núi, có thể nhìn xuống cái cảnh cánh đồng ở đây đẹp. Quanh đây cũng có đồng ruộng đẹp. Ở đây là chùa Minh Đức, cái chùa lớn ở trên núi. Có làm mấy con ngựa đi lên, ngựa bạch, ngựa vàng gì đủ thứ hết. Cái đường lên chùa cũng rộng thênh thang, mấy hình con voi đó. Hình voi ngựa dẫn nhau lên chùa. Lên đây nhìn thấy chùa nè, chùa cũng đủ. Ở trước mặt chùa là sông Trà Khúc. Đổ xe để coi có cái chỗ nào nó mình đi lên gần ở trên luôn. Bãi đậu xe ô tô, ở cái dưới đó là sông Trà Khúc á. Kính mừng đại lễ Vu Lan. Cái gì dưới này cũng mấy. Còn trưng bày cái tượng Phật. Cái cầu này là cầu Cổ Lũy. Cái này là cửa đại hả? Mà có cái tên nữa kêu bằng tên cửa gì, bữa hổm ở bên
Đảo Lý Sơn có cái cô bên đó, cô nói có cái tên gì đó tôi quên rồi. Nhưng mà hồi xưa đó là tôi làm việc ở đây nè. Lúc đó là khai thông cái cửa biển này nè. Cái năm đó là không biết làm sao mà cửa biển nào cũng bị cát nó bít hết. Dài dài Quảng Ngãi, Bình Thuận rồi cái gì Bình Thuận rồi Huế rồi đầu hai như coi cái phòng trưng bày người ta trưng bày cái gì đó, trưng bày tượng Phật. Đủ thứ loại tượng hết, mấy cái gốc cây đó. Đấy, cái này cái gốc cây nè, người ta ấy, người ta tạc trở thành cây đó. Này cây thường là mấy cái rễ cây. Xin quý khách không sợ nghệ vật. Cái này gỗ không à, thường là mấy cái rễ cây cổ thụ, ôm cục đá luôn. Phòng trưng bày mà không biết để bán để trưng cho coi thì không biết à, mấy cái loại đá này nè đã tạo nên thành hình dáng là đẹp. Cái này cũng tiền thôi. Dùng này chung này để chơi đá với để chơi gỗ. Nguyên gốc cây cổ thụ tạc hình ở bên đó luôn. Tiền không? Mấy cây nó xưa dữ lắm. Con gì vậy ta? Hả?
biết con gì không? Con gì? Con voi hả? À, hay quá ta. Trời ơi, đột dỗ quá vậy ta? Học lúc mấy rồi? Hả?